ở đây mình có một cái cục thịt bò rất là ngon ha. Thịt bò này thì mình mua trong Costco, thịt tái ngon lắm, miếng thịt bò thiệt là ngon. Miếng này thì 21 đồng ký, này 2 ký 2 ký mốt 45 đồng. Thì miếng này nhiều lắm, mình không có xài sử dụng hết, thì mình sẽ xài phân nửa cái miếng này để làm bò black bean thôi, mình chừa lại để mình làm món khác. Giờ mình chuẩn bị mình cắt bò để mình xào ha. Mình cứ cần một miếng như vậy thôi ha. Thì bò nó có cái sớ của nó ha, mình coi cái sớ nó nằm thế nào, sớ ngang sớ dọc, rồi mình cắt ra mấy cái sớ. Thịt bò mà muốn mềm á, thường thường nhà hàng á người ta sẽ ướp với lại soda, baking soda để cho cái miếng bò nó ăn nó mềm mềm ỉu à ha, nó không có bị dai. Dù mình cắt sứa ngang sứa dọc gì cũng vậy, nhưng mà mình làm ở nhà ăn thì mình sẽ không ướp cái soda ha, tại vì ăn nhiều nó cũng không có tốt. Cho nên mình sẽ hướng dẫn chia sẻ cái cách ướp theo kiểu mình ướp cho người thân mình ăn, không có làm quá chất hay là làm cái ướp cái chất bột đó. Mình sẽ làm món bò xào black bean ha. Thì cái black bean là cái tương đậu đen này nè ha, thì nó sẽ xô thịt black bean, thì nó là nó có hộp của tàu nó bỏ sẵn vô cái bịch nó khô như vậy nè. Thì mình sẽ sử dụng cái hộp này, mình sẽ hốt chừng một nắm tay black bean cho vô cái tô, rồi mình đi ngâm nước ha, mà bỏ nước cho mình ngâm, mình ngâm cho nó nở ra. Thôi mình cắt xong rồi mình sẽ bỏ vô tô ha. Thì mình chuẩn bị mình ướp canh nước tương ha, một muỗng canh dầu hào. Ở đây mình có bột nêm bò, mình sẽ cho vô đây nửa muỗng cà phê bột nêm bò. Mình cho nhiều quá, tại vì cái này nó thay thế muối, mình không ướp muối. Ướp muối là miếng thịt của mình nó rất là cứng. Ở đây mình có gừng xay ha, mình sẽ cho vô đây một muỗng canh gừng xay. Đây mình có tương ớt Hàn Quốc, mình sẽ cho vô đây cái đầu muỗng canh tương ớt. Đây một muỗng canh bột bắp, canh đường. Tất cả mình sẽ ướp lên ha. Giờ thay vì mình không có ướp cái bột soda để cho cái thịt mềm á, thì mình sẽ cho vô đây 3 muỗng canh dầu ăn. Cái dầu ăn nó làm giúp cho cái thịt của mình nó nở ra. Thì nó sẽ mềm. 1 muỗng cà phê bột tỏi, garlic powder ha. Mình sẽ trộn hết lại. Mình sẽ trộn đây, mình để nó ướp khoảng chừng 15-20 phút ha, cho cái dầu này á, giúp cho cái bò của mình nó nở ra và gia vị nó cũng thấm vô cái miếng thịt bò ha. Các bạn xào với cái món bò khác cũng vậy ha, mình cũng ướp cho ướp miếng thịt bò của mình với lại bột và đồ ăn. Không nêm muối nha, bởi vì muối nó làm cho cái miếng thịt của mình nó sẽ bị cứng lại. Tô bò rất thơm. Mình cũng không ướp tỏi tươi ha, tại tỏi tươi á, mình ướp sống á, rất là hôi, nó tanh lắm, nó không có thơm. Cho nên mình chỉ ướp gừng và bột tỏi thôi. Nên mình sẽ cho vô đây một ít tiêu trắng hay tiêu đen gì cũng được ha, tiêu xay. Có cái vị thơm của cái mô tiêu. Sau khi mình ướp bò rồi thì mình qua cái công đoạn rau củ quả ha. Thì món bò xào black bean nó cũng phải cần một số cái rau củ quả. Thì cái bắp này mình thích để nguyên trái hơn là mình cắt, nhưng mình cũng có thể cắt làm đôi ra được ha, nhưng mà mình thì muốn để nguyên trái vì khi mình xào ăn nguyên trái nó ngon hơn. Sẽ còn một mớ bắp. Ở đây mình sẽ có 2 củ măng ha. Thì cái măng này thì mình cắt mỏng.
rất nhỏ. Đây mình cũng có một cái củ cà rốt, mình cũng sắp, không cần tỉ bông đâu, mình sắp mỏng là được rồi. Ở đây mình có mấy nhánh cần tây ha, cần tây cũng vậy, mình sẽ xéo xéo mỗi miếng nhỏ vậy được rồi. Bông cải ha, một cái bông cải trắng và một cái bông cải xanh. Cái bông cải trắng thì cái cùi nó thì mình bỏ nha, vì cái cùi của bông cải trắng thì nó không có ngon, thì mình chỉ lấy cái bông thôi. Bông mình cũng tách ra giống vậy. Bông cải xanh thì mình sẽ cũng cắt ra cái bông ha, nhưng mà cái cùi thì mình sẽ khoảng chút xíu nữa mình hướng dẫn, mình chỉ chia sẻ cái cách giữ cái cùi lại, để cái cùi ăn rất là ngon. Cùi của bông cải xanh ăn rất là ngon, mình rất là thích giữ cái cùi của bông cải xanh lại. Mình làm đồ chua này kia rồi đó, mình giữ cái bông cải xanh lại, cái cùi bông cải xanh lại, mình làm đồ chua rất là ngon ha. Đồ chua rất là giòn. Đây cái cùi của bông cải xanh ha, thì mình sẽ gọt bỏ cái lớp vỏ xuống bên ngoài, mình sán xuống như vậy, mình sán sâu xuống. Mình cái lớp vỏ bên ngoài thì nó sẽ cứng ha. Này cái cùi bên trong, cái cùi này rất là ngon, cho nên đừng có bỏ nha, buồn lắm. Không phải là mình tiếc, nhưng mà cái gì nó ngon mình giữ lại, nó rất là mềm, nó rất là giòn, thì mình sẽ sắp biển luôn. Bây giờ là mình có một cái dĩa rau củ quả để xào cái món bò xào lát biên của mình ha. Cái chảo nó sôi, mình sẽ cho vô đây nửa muỗng cà phê muối. Mình trụng cái rau củ quả của mình. Trước khi mình xào thì rau củ quả là những cái thứ cứng ha, thì mình phải trụng sơ nó một cái cho nó mềm. Thì hai thứ mà nó lâu mềm là cà rốt với măng. Mình sẽ cho cà rốt với măng vô trước. Rồi cái cùi của cái bông cải xanh nó cứng thì mình sẽ cho nó vô trước. Giờ mình thấy cái cà rốt với là măng của mình nè, nó chín nè ha. Đó, nó cũng vừa đủ mềm rồi ha. Đừng có cho nó mềm quá, nó lúc mình xào nó sẽ rột luôn. Thì mình sẽ cho bắp vô, bông cải vô, với lại cần tây vô. Tắt lửa mình đổ ra. Rồi cái đây thì mình cái lát biên của mình ha, mình ngâm xong rồi giờ mình xả nó, xả đi xả lại vừa nước để cho cái lát biên này nó sạch luôn ha. Có những cái đặn đậu rất là dơ, nó xả bớt cho nó bớt hôi ha. Rồi, cái lát biên thì nó nặng mùi lắm, mình xả tới khi nào mình thấy nước nó trong á thì ok. Thật sự người qua thì họ rất là thích ăn cái những cái món mà có lát bean ha. Đi ra nhà hàng thì thường hay thấy cái món này, cái vỏ cái mài đậu nó chốc ra, nó đổ bớt rồi. Nước nó trắng rồi là nó cũng sạch rồi ha. Mình không có cần nhồi nha, nhồi nó bể hết, tại cái lát bean này nó mềm. Mình để cho ráo để mình xào. Ở đây mình có cái dầu nóng rồi ha, mình sẽ trụng bò. Nếu như ở nhà hàng thì họ có cái chảo dầu ha, họ sẽ trần bò qua cái chảo dầu thiệt là nóng, lửa thiệt là nóng để cho cái bò nó săn lên, và miếng thịt bò nó như vậy mà nó mềm, nó giữ được cái mềm, nó không có dai, nó chín tái trong cái dầu ăn thì nó không có dai. Chảo khoảng chừng một muỗng cà phê tỏi ha, một muỗng canh dầu ăn. Mình chờ cái tỏi của mình thơm, mình sẽ xào cái lát biên cho nó thơm. Khi mình thấy tỏi của mình thơm rồi, mình sẽ cho vô đây nửa muỗng canh gừng xay. Rồi cho cái lát biên mình nó thơm.
thử đi cái mùi nồng của cái lắc biên ha. Nó làm cho cái đậu lắc biên nó thơm. Xong cho vào cái chén. Tỏi của mình vàng thơm rồi ha. Thì cái chảo cũng nóng rồi. Mình sẽ cho lại bò trở lại ha. Nãy là mình không có ướp cái tỏi. Mình sẽ xào sơ lại bò cho thơm với tỏi ha. Khi mình xào với tỏi như vậy nó mới thơm chứ mình không có ướp tỏi sống. Rồi bây giờ mình mới cho cái lắc biên vô. Cho lắc biên vô rồi thì mình sẽ cho vô đây một muỗng canh gừng xay. Cho rau củ quả của mình vô. Cái miếng thịt bò nó mềm nha, chứ nó không có dai, bảo đảm luôn. Sau khi mình trộn đều nó lên, chảo đảo đều nó rồi, mình sẽ nêm vô đây lại. Tôi đặt 2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột bột nêm bò. Tại vì cái có rau củ quả vô mình nêm lại cho nó đậm đà. Mình trộn nó lên. Đỡ liều ta. Mình cho vô đây khoảng nửa chén nước dùng. Nước lục gà hay là nước dùng gì cũng được ha. Để cho cái rau củ quả của mình nó này. Khi mà mình có ướp với lại bột bắp hay là bột khoai tây ở trong cái thịt rồi đó thì cái nước xào của mình nó sẽ sền như vậy ha. Chứ mình nãy giờ mình không có cho bột gì vô hết nha. Mình xào lên. Khi mình thấy gia vị nó thấm đều hết rồi, nó thấm vô cái bông mấy cái rau củ quả của mình rồi thì mình tắt lửa, mình cho ra cái dĩa nóng. Món này mình có thể sơ trong cái dĩa nóng nữa. Mình có thể để ăn cái dĩa nóng. Rất là vừa ăn à. Không cần phải nêm thêm gì nữa hết nữa. Rất là thơm. Cái hộp lắc biên nó mặn mặn. Nó có cái độ nồng của mỗi mùi lắc biên. Ai thích ăn lắc biên thì bảo đảm cái món này thì rất là ngon. Nhưng nhiều người rất là thích cái món này, nhất là Tây cũng thích món này lắm. Rất là ngon. Rồi giờ mình chuẩn bị, mình tắt lửa, mình cho ra cái dĩa nóng. Dĩa nóng nãy giờ mình bắt trên bếp cho nó nóng rồi ha. Thì mình để lên. Thì giờ mình thả ra. Món ăn của mình đã hoàn tất ha. Thì món này hoàn tất xong mình sẽ cho lên đây dài tổng cần tay này. Rất là thơm ngon. Chúc các bạn thành công với cái món bò xào lắc biên dĩa nóng. Xin chào cả nhà, hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye.